Hello hello, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn tiệm lẩu xịn nhất Sài Gòn, đó là Hà Chì Lao. Mỗi lần muốn ăn lẩu ở đây là phải trừ hao đi sớm 1 tiếng đồng hồ để xếp hàng. Hà Chì Lao không cho book bàn online nên là chỉ còn cách tới sớm để lấy số mà thôi. Đợi chờ là hạnh phúc mà. Hà Chì Lao có rất nhiều thứ để dành cho khách giải khuây lúc xếp hàng, như nước uống nè, giấy gấp origami nè, bàn cờ tướng nè và cả dịch vụ làm nails miễn phí nữa chứ. Ôi chờ mãi thì cũng được vào rồi nè, để xem bên trong có gì ha. Ôi, bên trong này như là một thế giới khác luôn các bạn ạ. Cực kỳ đông đúc và vô cùng rộng luôn. Mỗi bàn ở đây sẽ có một nhân viên phục vụ riêng và bạn không cần phải làm bất cứ gì hết. Hà Chì Lao là cực kỳ chu đáo luôn á. Ở đây tụi mình có bao ni lông để bọc điện thoại nè. Có khăn giấy để lau hơi nước bám vào kính. Có dây thun buộc tóc dành cho các bạn nữ tóc dài. Có cái tạp dề để mà nước lẩu khỏi bắn lên áo. Còn có cả một cái khăn phủ đùi để dành cho các bạn nữ mặc áo đầm nữa. Nồi lẩu thay vì 2 ngăn như các tiệm lẩu Uyên Ương thì ở đây được tới 4 ngăn, 4 loại nước lẩu tha hồ mà gọi. Gọi đồ ăn thì toàn bộ là dùng iPad hết. Vừa được dòm hình nè, vừa được coi giá nè. Muốn đổi tới đổi lui tha hồ, không sợ phiền ai hết trơn. Chọn xong nhấn hoàn thành, thế là order sẽ được chuyển thẳng tới bếp luôn. Ngồi một chút xíu thì được biểu diễn múa mì cho xem. Cái mì mà anh này anh múa tặng cho tụi mình ăn luôn. Cái quầy nước chấm thì vô vàng các loại sốt, tha hồ chọn theo khẩu vị, không ai giống ai cả. Đồ ăn ở Hà Chì Lao cực kỳ chất lượng luôn, về cả độ tươi lẫn gia vị nêm nếm. Mình đã gọi tôm thẻ băm và mực phỉ thúy cùng những cái viên hải sản mà bên trong có cheese và cả một cái cục xíu quách nữa. Nhưng ngon nhất là phải kể đến thịt bò Hà Chì Lao. Thịt vừa mềm mà còn giòn giòn sực sực nữa. Cái phần tôm với mực nhìn nó bé bé vậy thôi, chứ mình ăn hoài vẫn không thể nào hết được đồ ăn luôn. Trong lúc tụi mình đang miệt mài ngồi ăn không hết được đồ ăn thì có một bạn nhân viên bạn bước ra, nói là dành tặng cho bạn một món quà, không biết là vì lý do gì luôn. Lần thứ hai mình quay lại mình ăn thì mình vẫn được quà tiếp. Thì lúc đó mình mới biết là đây là chủ trương của nhà hàng. Trời, vô cùng chu đáo, vô cùng dễ thương. Nhà hàng này sẽ mở cửa đến 4 giờ sáng cho nên là họ tặng cho mình rất là nhiều đồ ăn vặt để mà mình ngồi tiếp tục nói chuyện. Thì là mình thật sự mình chưa từng đi một cái nhà hàng nào mà nó chu đáo đến vậy luôn á, nên cực kỳ bất ngờ. Chắc chắn là sẽ còn quay lại. Trong lòng mình hiện tại tiệm lẩu 10 điểm chính là Hà Chì Lao. Còn mọi người thì nghĩ sao?